quý vị, vòng 2 chúng ta sẽ có tới 2 chủ đề để các bé lựa chọn. Gia đình Thủy Vũ và Thủy Tiên sẽ đến với vòng 2 này trước nha. Chúng ta hãy cùng xem 2 chủ đề dành cho Thủy Vũ là gì đây? Nấu ăn và ngôn ngữ. Hãy cùng theo dõi một đoạn clip ghi lại những câu chuyện kể của các bé. Mẹ con có điểm là ít cười. Vì gần đây mẹ nấu ăn nhiều quá. Nấu ăn khi lúc nguyên ngày luôn. Thương bị sai. Người lúc nào cũng cười mà. Nhớ cười lên đi chứ. Mẹ làm việc nhiều quá, thành ra mẹ ít có thời gian để mẹ chơi, mẹ giỡn với con. Chứ không phải là mẹ ít cười, không phải là mẹ khó tính với con đâu nha. Dạ, anh đâu có nói vậy đâu. Trời, nói chú Nghĩa nói mà, chú kỳ quá. Chú mới nghe con nói là mẹ ít cười quá, nên ra chú mới nói vậy thôi. Cũng như chú chưa nói gì hết, được không? Đồng ý bỏ qua cho chú không? Đồng ý không? Đa tạ huynh đài. Bây giờ các con được quyền lựa chọn với 2 chủ đề này nè. Chủ đề nấu ăn nè và chủ đề ngôn ngữ. Thì các con thích bố mẹ trả lời chủ đề nào? Dạ, nấu ăn. Thích chủ đề nấu ăn hơn phải không? Hai anh em cùng nhau bấm nút nha. Chủ đề nấu ăn. Hai vợ chồng được quyền thảo luận cùng với nhau để đưa ra đáp án ha. Câu hỏi như sau. Ngân nhĩ còn có tên gọi khác là gì? A. Nấm mối. B. Nấm đùi gà. C. Nấm tuyết. D. Nấm mỡ. 10 giây bắt đầu. Bỏ tay. Cái gì? Nấm tuyết. Trả lời không? Dạ. Dạ, em chọn nấm tuyết. Ở nhà mình có nấu những món gì mà liên quan tới nấm tuyết không ha, Thúy Tiên? Dạ, em nấu súp, em thường bỏ nấm tuyết vào. Nhiều khi người ta nấu cái món chè sâm bổ lượng á, nó cũng có một chút nấm tuyết trong đó. Đây là câu trả lời chính xác, xin chúc mừng bạn. Nấm tuyết còn có tên gọi là mộc nhĩ trắng, là một loại nấm được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực ở một số nước châu Á. Và với câu trả lời vừa rồi thì Thủy Tiên mang về cho nhà mình 10 điểm. Gia đình của Minh Khang và Thúy Hạnh, Su Ti và Su Ly, chúng ta xem thử hai chủ đề nào dành cho gia đình của mình nha. Chủ đề cân nặng và chủ đề du lịch. Nghe hai chủ đề này có vẻ rất liên quan đến nhà của mình đây. Con nghĩ ba nên giảm cân. Giảm cân nhất là cái phần bụng. Con cũng nghĩ ba nên giảm cân rồi. Tại vì ba con quá béo. Các con muốn ba giảm cân, biết nay cân nặng của ba được nhiêu ký rồi ha. Ta chưa bao giờ cân hết á. Các con thích bố mẹ trả lời chủ đề nào? Cân nặng. Trời ơi. Đều nghĩ chúng tổ quá. Câu hỏi dành cho chủ đề cân nặng như sau. Môn võ sumo của Nhật Bản ra đời cách đây bao nhiêu năm? A. Khoảng 500 năm. B. Khoảng 1.000 năm. C. Khoảng 1.500 năm. D. Khoảng 2.000 năm. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Gia đình em đoán là câu C. 1.500 năm. 1.500 năm. Nó ra ngàn nha, đừng nói ra ngàn nha. Ngàn thì bù 500 thôi. Minh Khang có biết về cái môn võ sumo này đúng không? Biết mấy ông sumo. Minh Khang có biết rằng bao nhiêu ký thì mới được tham gia vào cái lớp để huấn luyện và đào tạo sumo hay không? Chứ biết không? Không. Nhiều cân nặng mà. Từ 68. Vậy là Minh Khang dư ký rồi ha. Dư tiêu chuẩn để được tham gia vào cái lớp này. Hai bạn đã quyết định lựa chọn đáp án C, 1.500 năm. Đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Hai chủ đề tiếp theo dành cho gia đình Thủy Vũ như thế nào? Xin mời. Đó là chủ đề văn học và chủ đề làm đẹp. Hai con thích bố mẹ trả lời chủ đề nào đây? Dạ, văn học. Bấm nút, chủ đề văn học. Từ câu hỏi số 2 này có một cái sự khác biệt như sau. Chúng ta cũng có một câu hỏi với 4 phương án để chúng ta lựa chọn, nhưng trong đó có tới 2 phương án chính xác. Đầu tiên thì tôi chỉ cần các bạn chọn ra đúng một cái phương án đúng thôi là các bạn đã có 10 điểm rồi. Nếu như các bạn muốn ghi thêm điểm nữa đó thì các bạn nói rằng và tôi sẽ lựa chọn thêm một đáp án nữa. Nếu các bạn lựa chọn đúng thì các bạn sẽ được cộng thêm 10 điểm nữa là 20 điểm. Ngược lại các bạn chọn sai thì các bạn sẽ mất tất cả điểm số của câu hỏi này. Câu hỏi chủ đề văn học như sau. Tháng nào được nhắc đến trong bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa? A. Tháng 3.
B tháng 5, C tháng 7, D tháng 9. 10 giây bắt đầu. Tháng 7. Đáp án đầu tiên của các bạn lựa chọn là tháng 7. Bài thơ Hạt Gạo Lặng Ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa là một bài thơ rất nổi tiếng. Chúng ta cái hồi học phổ thông cấp 1 á, là chúng ta cũng có được học qua. Tháng 7. Đây là câu trả lời chính xác. Chúc mừng các bạn. Bây giờ các bạn có muốn đi tiếp hay không? Chọn nữa. Tiếp câu hỏi trả lời thế. Các bạn quyết định đi tiếp. Vậy thì trong 3 phương án còn lại các bạn lựa chọn phương án nào? Hạt Gạo Lặng Ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, có bão tháng 7. Tháng 3. Có mưa tháng 7. Có mưa tháng 7. Ủa, mưa bão tháng mấy không nhớ. Tháng 7 với tháng 3. Các bạn lựa chọn đáp án A tháng 3. Câu trả lời chính xác. Chúc mừng bạn. Hạt Gạo Lặng Ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa. Như vậy là các bạn đã ghi trọn vẹn 20 điểm trong câu hỏi này. Xin chúc mừng gia đình chúng ta. Gia đình Minh Càng và Thúy Hạnh. Hai chủ đề nào đây? Chúng ta cùng xem. Đó là chủ đề điện ảnh âm nhạc. Bây giờ thì hai con hãy lựa chọn nha. Chủ đề điện ảnh hay chủ đề âm nhạc nào? Chủ đề âm nhạc. Bố và mẹ sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi này. Câu hỏi chủ đề âm nhạc như sau. Nhạc sĩ Hoàng Vân là tác giả của ca khúc nổi tiếng nào? A. Cô đi nuôi dạy trẻ. B. Con chim vành khuyên. C. Cho con. D. Em yêu trường em. 10 giây bắt đầu. Con chim vành khuyên. Bình trước gian bài này. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Theo Minh Khang là như thế. Đây là sự lựa chọn chính xác. Chúc mừng bạn. Hai con ơi, hai con, ba mẹ còn thêm một cơ hội nữa đó. Yeah, cho con thêm một cơ hội nữa. À, có thể mang về thêm 10 điểm nữa nếu như ba mẹ lựa chọn tiếp một đáp án đúng nữa. Mời các bạn. Em yêu trường em. Em yêu trường em. Các con có thuộc bài hát này không? Con chỉ thuộc mấy cái câu đầu thôi. Rồi, hát chú nghe thử xem. Em yêu trường em với bao bạn bè và cô bạn thân. Em yêu bạn thân. Hợp tác tới trường. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Thuộc có vài câu thôi, mấy câu còn lại là mẹ vớt cho mấy con rồi. Em yêu trường em. Đó là câu trả lời chính xác. Chúc mừng Minh Giang và Thúy Hạnh. Chúng ta cũng mang về được cho nhà mình 20 điểm. Câu tiếp theo đến với gia đình của Thùy Vũ và Thủy Tiên. Cũng là một câu hỏi với 4 phương án để lựa chọn mà có tới 3 phương án là đúng. Có được 10 điểm rồi. Nếu muốn đi tiếp, mình sẽ trả lời thêm đáp án nữa. Đúng thì mình có 20 điểm. Nếu vẫn còn muốn ghi thêm điểm, trả lời tiếp đúng thì có tất cả là 30 điểm. Nhưng chỉ cần một lần các bạn lựa chọn sai thì các bạn sẽ mất tất cả điểm số ở câu hỏi này. Hai chủ đề nào dành cho gia đình của Thùy Vũ đây? Chúng ta cùng xem. Trò chơi điện tử và địa lý. Với hai chủ đề trò chơi điện tử và địa lý, các con muốn ba mẹ trả lời chủ đề nào? Dạ, địa lý. Địa lý hả? Sao không chọn trò chơi điện tử, nó gần hơn, nó dễ hơn? Dạ, tại vì lúc nào ba mẹ cũng không có chơi trò chơi điện tử. Ba mẹ bận quá, không có thời gian chơi điện tử. Quyết định chọn chủ đề địa lý. Bấm nút. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Rừng mưa nhiệt đới Amazon trải dài qua các quốc gia nào sau đây? A. Argentina. B. Peru. C. Colombia. D. Brazil. 10 giây bắt đầu. Dạ, Brazil ạ. Brazil. Rừng mưa nhiệt đới Amazon theo các bạn là trải dài qua các quốc gia, trước tiên là Brazil. Câu trả lời này chính xác. Chúc mừng bạn. Mình đã có 10 điểm. Các bạn có muốn ghi điểm tiếp không? Hay các bạn chỉ muốn dừng lại tại đây? Dạ có. Đáp án tiếp theo các bạn lựa chọn là gì? Peru. Peru. Bạn có nghe nhiều về quốc gia này không? Bà xã lỡ chọn là đi tiếp rồi cho nên là lỡ phóng lao phải trả lời đại thôi. Chứ còn lại ba nước thì không có chắc nước nào hết đó. Dựa vào sự may mắn, sự phán đoán của bà xã, bà xã cho rằng Peru. Rừng Amazon thì chúng ta nghe đến rất là nhiều đúng không? Rừng rậm Amazon. Nhưng mà nó trải qua các quốc gia nào thì đôi khi chúng ta không có nhớ, hoặc là thậm chí chúng ta không biết. Các bạn đã lựa chọn Brazil là đáp án đúng, có 10 điểm. Nếu đây là sự lựa chọn đúng, có thêm 10 điểm nữa. Chọn sai, bạn sẽ mất trắng.
Đáp án Peru mà các bạn lựa chọn là đáp án đúng. Chúc mừng. Giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Có 20 điểm. Nghỉ. Giữ cho an toàn phải không? Không là đào tìm chết trước, chưa thắng. Như vậy là các bạn quyết định dừng lại cái phương án này. Chúc mừng các bạn vừa mang về cho nhà mình 20 điểm. Cơ hội dành cho gia đình Minh Khang và Thúy Hạnh. Khoảng cách bây giờ đang là 30 điểm. Hai chủ đề dành cho Minh Khang và Thúy Hạnh là gì nào? Chủ đề thời trang và chủ đề kinh tế. Hai con ơi, hai chủ đề thời trang và kinh tế thì hai con muốn bố mẹ sẽ trả lời chủ đề nào đây? Thời trang. Trời ơi, có tập trước không vậy? Sao mà nói đều nhau vậy? Bấm nút chọn chủ đề thời trang. Câu hỏi như sau: ai là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của nước Ý? A. Gianni Versace. B. Salvatore Ferragamo. C. Laura Bizzotti. D. Christian Audigier. Cho em đọc ba đáp án luôn đi. Đáp án đầu tiên là gì nào? Gianni Versace, ai cũng biết chắc chắn rồi. Gianni Versace, đó là đáp án đầu tiên của bạn. Chính xác, xin chúc mừng. Mình có 10 điểm. Thúy Hạnh sẽ đi tiếp, đó là điều chắc chắn. Đáp án thứ hai chắc chắn luôn, ai cũng biết là Salvatore Ferragamo. Đáp án này là đáp án đúng. Bạn hoạt động lĩnh vực thời trang khá lâu năm, kiến thức về thời trang các bạn rất là nhiều. Nhưng mà những cái giây phút nó quan trọng thế này mình phải cân nhắc thật kỹ nha. Có nào thật không? Không. Phải thật chắc chắn nha. Đáp án thứ ba của Thúy Hạnh là gì? Laura Bizzotti. Và câu trả lời của bạn là câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Gia đình Minh Khang và Thúy Hạnh, các bạn hưởng trọn vẹn 30 điểm ở câu hỏi này, nâng điểm số lên là 80. Thưa quý vị, hai gia đình Minh Khang, Thúy Hạnh cùng với Thụy Vũ và Thủy Tiên ngang tài ngang sức đến kết thúc vòng thi thứ hai rồi. Hai bên điểm số bằng nhau 80 điểm. Bây giờ sẽ phải có một cái phần thi phụ để xác định xem đội nào bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Phần thi phụ là một cái câu hỏi mà đáp án sẽ là một con số. Các bạn sẽ viết câu trả lời của mình vào tấm bảng. Con số gần với đáp án đúng nhất thì xem như gia đình đó là gia đình chiến thắng ở câu hỏi phụ này. Câu hỏi phụ dành cho hai gia đình chúng ta như sau: dân số bình quân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 ước tính đạt khoảng bao nhiêu? Thời gian bắt đầu. Và các bạn đã có câu trả lời chưa nào? Thời gian đã kết thúc. Tôi muốn xem con số của các bạn. 11 triệu dân. 8.045.000. Bên đây là 11 triệu. Dân nhập cư nhiều lắm. 8 triệu thôi. Dân số bình quân trên. Mà giờ lên nhiều rồi. Khu công nghiệp phát triển dữ lắm, người ta tăng lên. Dân số bình quân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 thì con số đó là 7.981.900 người. Vậy là gia đình Minh Khang, Thúy Hạnh đã đưa ra con số gần đúng với đáp án nhất. Xin chúc mừng gia đình Minh Khang, Thúy Hạnh đã chiến thắng ở trong câu hỏi phụ này. Gia đình của Thụy Vũ, chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có phần quà từ chương trình. Wow, phần quà thứ nhất là một cái đôi giày trượt patin nè. Phần quà thứ hai là một chiếc xe đồ chơi. Các con lựa chọn đi, các con thích phần quà nào? Xe. Như vậy là bé Tommy và bé Bin sẽ có một phần quà của chương trình trị giá 3 triệu đồng, đó là một cái xe đồ chơi. Xin cảm ơn Thụy Vũ và Thủy Tiên cùng với hai bé Bin, bé Tommy đã đến với chương trình Con Biết Tuốt ngày hôm nay.